Xin chào tất cả các bạn đến với channel của Tuấn Anh. Hôm nay Tân sẽ làm cái clip nói về cái series 737 Max. Ở đây mình Tân có 737 Max 7. Chiếc này là 737 Max 8. Và Tân có Max 9 và Max 10. Thì hôm nay Tân chỉ có unbox Max 7 thôi. Max 9, Max 10 thì Tân sẽ làm một cái clip riêng. Ok, thì theo các bạn biết đã biết rồi đó, Boeing 737 mà 737 Max á là dòng máy bay thân hẹp, một lối đi của Boeing ha. Nó là phiên bản thế hệ thứ tư của cái dòng 737 Next Generation NG á. Thì bắt đầu từ năm 2006 thì Boeing đã có lên kế hoạch muốn phát triển cái dòng 737 Max, nhưng mà mãi tới tháng 8 năm 2011 á thì Boeing bắt đầu mới cho ra mắt thiết kế giới thiệu tới khách hàng. Thì cái thiết kế 737 Max á, chủ yếu là sự thay đổi lớn nhất của nó là dùng động cơ CFM LEAP-1B. Đây, khi mở hộp ra thì mình sẽ có cái này. Cánh máy bay thì nằm ở dưới. Để mình lắp ráp lên. Tháo cánh ra, tháo thân ra. Có thân. Rồi cái chiếc 737 Max này á là phát triển, nó là phiên bản thứ hai của dòng 737 Max. Nó là sau cái phát triển sau chiếc 737 Max ấy. Đó là lý giải tại sao mà Tân có cái chiếc 737 Max ấy đầu tiên nằm ở đây, nó unbox rồi. Tại vì 737 Max ấy là cái model đầu tiên nó ra và nó sản xuất vào năm 2015. Nó bay thử vào năm 2015 luôn, nó sản xuất 2015 và bay thử trong năm đó. Tân cũng may mắn là đã làm qua 737 Max ấy, 737 Max 7. Tại năm 2017 Tân mua từ cái program 777 á về Renton làm cho 737. Mới đầu về, lúc mà về thì làm trên cái chiếc 737 Next Generation 800, 900, 600 cũng có nữa. Và thêm một cái cho các bạn biết là giữa cái chiếc mà 737 Dash 800 hay Dash 900, 700 á, mà Next Generation á, là cái wingtip mới này nè. Cái wingtip mà chữ V nè, đó chữ V nè. Đấy. Là bắt đầu từ năm 2014 là Boeing đã offer cho những hãng hàng không thay cái wingtip mới này trên cái máy bay của người ta. Nên là nhiều khi các bạn đi sân bay mà các bạn thấy cái wingtip này, nhưng mà các bạn chưa chắc là đã Max 8 hoặc Max 7 đâu, các bạn phải nhìn cái đuôi nữa. Cái đuôi nó mà chóp nhọn ra phía sau mới đúng ha. Đó mới gọi là 737 Max. Tại vì Tân cũng nhìn kỹ lắm, nói ủa sao chưa có Max. Mới nhớ là cái dòng 737 NG từ 2004 bắt đầu là đã offer cái đó cho khách hàng rồi. Tại sao bị gì đây? Ok,
Cái này nên là gắn vào, hãy cẩn thận nha các bạn nha, nó hơi bị, nó hơi hơi cứng nha. Những ai mà gắn có cái mô hình này thì nhớ gắn cẩn thận nha. Thanh cũng đang rất là cẩn thận để sợ gãy. Không biết sao nó làm cái khúc này hơi gắn hơi khó. Rồi, đang gắn hết luôn. Thì cái dòng đó nữa rồi, cái dòng này là phát triển, nó là cái model thứ hai sau cái 737 Max ấy. Thì cái chiếc này nó phát triển dựa trên cái 737 Dash 700, nhưng mà nó dài hơn 737 Dash 700. Hai hàng ghế sức chứa nó là 138, sức chứa nó là 138 khách, là hơn được là 12 khách á so với cái dòng mà 737 Dash 700. Nhưng mà cái nó lợi được 18% về cái nhiên liệu hoạt động của máy bay. Nó lợi tới 18%. Cái nguyên liệu hoạt động mà chi phí của nó là thấp hơn tới 18%. Và cái tầm bay của nó là nó bay được 7.130 km, bay xa hơn chiếc 737 Dash 700 của bay xa hơn Dash 700 được 1.900 km các bạn. Đây, lên kia nó rất là nhỏ, mình gắn cho các bạn coi, rất là nhỏ. Mỗi lần mà vô cái bánh này, nó cái 737 thì nó sẽ không có cái cửa buồng càng, nó không hề có cửa buồng càng. Khi mà cái landing gear này, khi mà thu càng vô cái bánh này, nó sẽ, các bạn thấy rõ cái chỗ này không, cái chỗ này là cái vòng tròn này đấy. Khi mà cái bánh này thu lên, nó sẽ lắp vào cái chỗ vòng tròn này, là nó cái thân nó sẽ liền lại luôn, nó sẽ liền giống như là nó có một cái cánh cửa, nó cái bánh này nó sẽ che luôn cái lỗ đó, nên là nó vừa fit vô cái lỗ đó luôn các bạn, nên là hả không cần cửa buồng càng như các dòng máy bay kia khác. Như các bạn, 737 Max 7 động cơ lift. Tân quên đem cái chiếc, một chiếc 737 cũ, tân sẽ cho next view clip, tân sẽ so sánh cho các bạn thấy cái tail cone, cái là cái đuôi của máy bay này, loại Max với lại NG nó sẽ khác nhau như thế nào nha các bạn. So cái chiếc này á, thì so với 737, so với 737 700 á, thì nó chi phí nhiên liệu thì nó giảm hơn 18%, bay xa hơn 1.900 km. Còn so với mà Airbus mà A319neo á, thì nó bay xa hơn được 740 km. Và chi phí mà để vận hành một cái ghế thì nó lời hơn được khoảng, hình như chi phí vận hành cho mỗi cái ghế của khách đó thì nó giảm được 7% so với cái chiếc A319neo của Airbus. Thì 737 Max này ra là để cạnh tranh với 320neo, 321neo và 319neo của Airbus cho các bạn. Cho chiếc 737 Max này được, bay thử nghiệm chuyến đầu tiên vào năm 2010, vào năm 2018, và do quá trình do COVID-19 đó, nên là hiện tại với lại một số problem, như theo các bạn biết là một số problem của chiếc 737 Max ấy á, nên là chiếc 737 Max 7 này cũng ra một thời gian, và dự định
Cái chiếc đầu tiên sẽ giao cho khách hàng vào cuối năm 2021 này. Thì khi nào mình có được thông tin chiếc giao hàng đầu tiên và khách hàng nào là ai thì mình sẽ update cho các bạn biết ha. Nguyên bản 737 Max 7. Mình đã kế bên chiếc Max 8 cho các bạn xem. Đây chiếc Max 8. This Max 7. Thì cho các bạn có thể thấy được là Max 7 thì tất nhiên nó sẽ ngắn hơn chiếc Max ấy rồi các bạn. Thì cái tỷ nó là 7 mà nó cũng y chang như cái Dash 700 với Dash 800 vậy thôi. Dash 800 sẽ dài hơn Dash 700. Đây là so sánh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong cái video clip kế tiếp để tin unbox chiếc 737 Max 9 và một cái clip có thể sẽ mở chung với Max 10 luôn hoặc là ta sẽ tách ra làm hai. Xin cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video clip kế tiếp.